À, em Lâm đây. À, em lại lên một tiếp một mẫu điều hòa Panasonic hút ẩm. Con này thì chuyên dùng để hút ẩm. Và con này nó có thêm một cái màng lọc là màng lọc Happy rất là thơm, nó tạo ra mùi rất là thơm. Người rất là thích. Đấy, dòng Bala rất là thơm. Đấy, dùng lâu không sợ hôi. Thì trước tiên quay vào chi tiết máy thì em sẽ quay qua về cửa hàng nhà em trước. Cửa hàng nhà em là Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Hai số điện thoại các bác có thể trao đổi và điện thoại cho em trực tiếp qua Zalo là 0377996066, số dưới là 0975360433. Đấy, dô giải tài khoản ngân hàng nhà em. Đấy. Thì em đang quay các bác đây là một con mẫu hút ẩm. Con này là con size to nhất của dòng Bala. Con này là 12 nít. Thì con này thì tương đối là đẹp. Theo em tương đối là đẹp và hầu như là so với chất lượng máy thì hầu như là quá là xuất sắc rồi. Đấy. Thành vách máy đây. Rất là đẹp luôn. Con này thì công suất nó rất là to, to nhất của dòng Bala. Thì con này nó hút cho phòng từ 35 đến 40 mét thì rất là tốt luôn. Đấy, một ngày nó hút được 12 lít. Thì các bác yên tâm là phòng lúc nào cũng khô. Dùng cho phòng ngủ cỡ to và phòng khách cỡ trung, khoảng tầm 40 mét trở về. Thì con này tổng công suất của nó là 275W. Và cả màng sấy Happy của nó là của nó là 705W. Cả màng sấy Happy là tổng công suất là 705W. Đấy, con này đắt 2012. Đấy, máy thì cực kỳ là đẹp. Chất con này thì nguyên zin hết, bao các bác zin từ A đến Z, sai trái đâu em xin tặng máy hoàn tiền. Đấy, con này thì hiện tại thì các đơn vị khác thì người ta bán giá là dao động khoảng tầm từ 4 triệu dưới đến ngoài 5 triệu, mà chưa kèm đổi nguồn đâu. Ở nhà em thì đã có kèm cả đổi nguồn rồi, và tức là tất tần tật rồi cho các bác rồi, kèm cả đổi nguồn 220 bên trong này rồi, thì nhà em mới bán giá có 3.950.000 đồng. Đấy, trước này đây là giá, đây là chưa bao gồm phí ship. Phí ship thì các bác ở gần ở xa thì nó rơi vào tầm trên dưới 200.000, thì nó rơi vào tầm dưới 200.000. Đấy, đấy. Còn bác nào không lấy đổi nguồn thì trừ đi 450.000, còn 3.500.000 đồng. Trước này thì em bảo hành cho bác 25. Đấy, còn bác nào mà muốn mua giá thợ hay như nào thì các bác thể alo trực tiếp cho em. Thì những chiếc Bala này nó rất là ít thôi, và lô khoảng tầm hơn 100 chiếc thì mới có một vài chiếc Bala thôi. Bởi vì dòng Bala này nó chuộng, để các bác dùng nó chuộng. Thực tế thì dòng Bala này thì hút nó sẽ không trâu bằng Mitsu đâu. Đấy, hút xe nó không bao giờ trâu Mitsu đâu. Nhưng ngược lại dòng Mitsu thì nó thì hầu như nó toàn có đời thấp thôi. Thế nên là các bác thì mới chơi máy bái thì các bác cứ thích cả dùng đời cao. Đấy, thì đây, để cho các bác nào mới thích chơi đồ bái thích đời cao đây. Đấy, còn như các bác dân Hải Phòng ấy thì các bác chỉ mua Mitsu thôi. Càng đời thấp các bác càng thích. Cứ 205, 206 các bác mua. Đấy, các bác Hà Nội thì các bác khu vực tỉnh khác thì này cứ phải đời cao, cứ phải Bala các bác mua. Đấy, thì thế thì con Bala này thì nó cũng rất là khỏe thôi, bởi vì là nó bền, dòng Mitsu nó cũng bền. Vì dòng thực tế dòng hút ẩm thì dòng nào nó cũng bền, bởi vì cấu trúc bên trong nó rất đơn giản, nó có một cái mạch điều khiển, một cái lốc chạy thôi, thì nó không phức tạp lắm, nên là bọn em mới dám bảo hành 25, bởi vì xác định là nó không thể hỏng được, vì nó rất là bền. Đấy, trước này thì công suất to rồi, máy thì cực kỳ đẹp rồi, đẹp sắc lét rồi, không có cái gì. Còn xước sát nhẹ một hai vết thì đấy là không thể tránh được. Đây nó rất mờ mờ thì không thể tránh được. Em vẫn để nguyên bản này chứ không có chắp vá gì. Thì em chơi đồ em cứ thích nó nguyên bản, rất là thích. Đấy, bao nào ưng chiếc này thì alo cho em nhé. 3.950.000 đồng. Dùng cho phòng tầm 40m2 trở xuống. Chạy thì yên tâm rồi. Dòng này thì cực kỳ êm rồi. Êm lắm mà thơm. Em rất thích dòng Bala này bởi vì nó hơn là nó có mảng Happy, nó có mùi thơm lắm. Nhìn sau quá trình sử dụng vài năm sau thì nó không có mùi hôi. Đấy, bác nào ưng thì alo cho em nhé. Máy nó đẹp rồi, em chỉ quay qua thôi. Đấy, máy thì trắng trẻo đẹp trai, không có gì mà chê cả. Đấy, không lấy con này lấy cái nào, phím này rất là đẹp, phím này rất đẹp. Cái này là nó bị vận chuyển thì nó bị mờ mất một cái phím này, nó bị mờ mất miếng này. Đấy, em quay rất chi tiết luôn. Còn đâu toàn bộ máy này các phím bật tắt này, các bác nhìn này, nó không bị vết mờ. Đây cũng vậy, dùng nhiều thì nó sẽ mờ, nhưng mà đây là do nó vận chuyển thì không thể tránh được, chẳng may nó bị cọ, nó bị xước một vết đây. Đấy, còn đâu tổng thể máy rất đẹp. Đấy, không có gì cả, lên sẵn điện 220 nhé các bác, về không phải mua đổi nguồn đâu nhé. Đấy, cứ thế cắm thôi, cứ cắm điện 220 là dùng luôn. Đấy, yên tâm luôn. Đấy, video thì nó cũng đơn giản như vậy thôi, quay qua cho các bác. Đấy, bác nào ưng thì alo cho em. Đấy, xin phép em chào các bác nhé. Con này thì nó full hết tính năng rồi mà, cũng không có gì để mà nói nữa rồi.
con này là VIP nhất của dòng Bala rồi mà. Em chào các bác nhé.